Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh NDA, cộng đồng chuyên chia sẻ về các sản IDO, các sản iRobot, các sản IDO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sản giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký kênh để tiếp tục những sản mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ đến với anh em. Video chia sẻ hôm nay thì mình sẽ gửi tới anh em dự án Sepolet. Tham gia dự án hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới mô tả video, sau đó các bạn nút start để chatbot. Tiếp theo các bạn hoàn thành phần captcha. Đang được cho group Telegram channel như đầu tiên. Mở tiếp cái Twitter. Follow cái Twitter. Now retweet cái Twitter. Với Telegram, đồng thời người ta cũng sẽ download Upper Safe Wallet, mở Twitter và group test do kênh Telegram và group test, submit đi tên, điền email, chúng ta sẽ điền với hoạt động Twitter, người ta follow Twitter và group test, copy name của group test. Chọn cái low tweet, add your name vào Aerodesk và comment và nút tweet. Follow. Ấn vào phần profile, copy phần profiling. Paste phần profiling của Twitter phía dưới đây. Instagram, chúng ta sẽ ấn vào phần avatar, ấn vào profile, copy phần profiling của Instagram. Paste profiling của Instagram phía dưới đây. Ấn vào tweet em đi. Chọn phần thời gian bài đăng và sao chép phần link. Bên đây. Chọn hết. Ở đây nó yêu cầu điền phần ví. Thì mình đang phân vân giữa việc là chúng ta dùng ví của Sepolet hay là chúng ta dùng ví cá nhân. Mình đề xuất là chúng ta có lẽ chúng ta dùng ví của Sepolet thì an toàn hơn. Các bạn sẽ tải ứng dụng Sepolet về, sau đó chúng ta sẽ sử dụng ví của Sepolet nhé. Bây giờ chúng ta dán phần địa chỉ ví vào đây. Xong. Chúng ta do một trong hai group vào đây thì mình đã do group thứ nhất rồi. Chúng ta gửi lên. Các bạn nhớ nhé, cái phần địa chỉ ví chúng ta dùng ví của Sepolet, không có sợ không về đâu. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn video tiếp theo.